từ vị trái cây và bạc hà. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm mùng 2 tháng 1, vừa qua, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết, bất kỳ công ty thuốc lá điện tử nào không ngừng sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị trong vòng 30 ngày sẽ phải đối mặt với các biện pháp của FDA. Theo Digital Trends, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2 tới. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là các cửa hàng thuốc lá điện tử vẫn có thể bán các loại tinh dầu, các thiết bị hút thuốc điện tử cỡ lớn hoặc loại thuốc lá điện tử có vị thuốc lá. Nguyên nhân dẫn tới lệnh cấm trên liên quan đến các ca tử vong trong vài năm trở lại đây và có dính líu đến thuốc lá điện tử vị trái cây và bạc hà. Một số tiểu bang tại Mỹ đã cấm bán thuốc lá điện tử chứa hương vị trong bối cảnh người dân Mỹ đang bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của họ. Cụ thể, danh sách gồm New York, Massachusetts, Michigan và California. Đặc biệt, tổng thống Donald Trump cũng kêu gọi lệnh cấm toàn quốc đối với thuốc lá điện tử có hương vị hồi tháng 9 năm 2019.